Xin chào các bạn nha. Mình là Thư đây, thì mình đang ở quê và đằng sau mình đây là nhà của ông bạn ngoại mình. Thì lần trước mình có vẽ tặng ông một bức tranh. Đây bức tranh đằng sau đây, bức tranh này là bức tranh cá chép hoa sen. Thì lần này về thì thấy cái bức tường ở trước cổng này thì nó đã xuống cấp rất là nhiều. Cái bức tường này thì cũng xây cách đây cũng phải được hai mấy ba mươi năm rồi, từ lúc mình sinh ra thì đã có rồi. Đây các bạn thấy này, thì cả tường cổng nó bị rêu mốc ố và nó còn là bị bong rồi, bong hết cả lớp vữa chát và sơn này. Trước khi vẽ thì phải cạo hết những cái lớp vữa chát cũ đi và đánh bóng sơn lót thì mới bắt đầu vẽ được. Thì nhìn qua cũng thấy căng đấy. Bây giờ vẽ ở ngoài kia cũng thích vẽ gì? Vẽ ở ngoài cổng kìa. Người ạ. Cụ thích vẽ gì? Vẽ gì ở ngoài kia kìa? Vẽ hình cụ lên nhá. Vẽ cụ lên. Vẽ lên cho đẹp. Không. Vẽ nhìn những cái chỗ này đẹp. Vẽ như hoa sen nhỉ?
Từ sáng vẽ đến bây giờ là 4 tiếng đồng hồ nhỉ? Từ sáng vẽ ra là 4 tiếng đồng hồ được từng đây. Nhìn lên đẹp chưa? Vẽ xong thịt cho ăn mừng. Nhá, vẽ xong thịt cho ăn mừng nhá. Thôi dọn đi, dọn bàn cơm. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì tận hưởng thành quả nhé. Và sau hơn một ngày cũng đã hoàn thiện được bức tranh này. Thì các bạn thấy từ đầu là bức tường cũ và bẩn, bị bong vữa chát, thì sau khi vẽ lên thì nhìn rất là sạch sẽ và nhìn cũng đẹp nữa. Và cuối cùng thì các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.